Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh của Ben. Thì kênh của Ben là một kênh chuyên chia sẻ về ẩm thực và du lịch. Thì hiện tại Ben đang đi xe từ Munich của Đức đi sang Venice, Ý mọi người. Thì bây giờ đang cũng gần tới khu Venice rồi. Thì thời tiết lúc này đang nhiệt độ đang khoảng 14 độ C. Ngoài trời rất là dày đặc sương mù mọi người. Đây là khu vực nhà ga thuộc Ponto Marghera mọi người. Bây giờ đang chuẩn bị lên cầu. Trước tiên chúng ta sẽ đi qua cái cầu được nối từ đất liền sang đảo Venice. Đây là một cái cầu xuyên biển rất là dài mọi người. Bạn sẽ cho mọi người xem cái bản đồ để thấy được nó thật sự lớn và nó xa như thế nào mọi người nha. Đó, bây giờ thì mình đang ở trên cầu đi qua mọi người. Bây giờ thì mới 5:30 sáng thôi. Nhìn mọi thứ rất là yên bình. Đường xá nhìn rất là sạch sẽ và xe các bạn đi xa nè, xe bus chạy nhanh lắm mọi người nha. Chạy nhiều khi lên tới 160-180 km/h luôn á. Nhưng mà không có dàn hay là bị sốc cái gì á, rất là êm luôn. Trên đường đi tới bến phà Jersey thì bên đi qua rất là nhiều cái cảng nhỏ mọi người. Nhìn buổi sáng sớm nên còn rất là thanh bình. Đây là từ mình quay từ phía xe bus quay ra mọi người. Đây là một cảng đó, một cái cảng gần đó. Bây giờ thì vừa mới xuống cảng mọi người, xuống chỗ Vin Chobetto rồi. Giờ mình nghĩ chắc phải mua vé đi tàu bên kia. Thấy như có chỗ kia bán rồi phải. Để mình mở rộng thêm cho các bạn biết về Venice nha mọi người. Thì Venice là một trong những thành phố có thể nói là lãng mạn nhất thế giới và rất là đẹp. Nó rất là nhiều kênh đào và những thành phố trên biển. Bây giờ mình đi tìm khu vực mua vé để qua bên đó. Thì ở đây mình thấy rất có nhiều người đang mua vé. Không biết có phải ở đây không? Theo bên quan sát thì mình thấy là ở đây người ta bán vé đi xe bus về thành phố, đi tàu điện mọi người. Đây đúng rồi, đi tàu điện không phải là đi tàu thủy. Thì bên vừa mới hỏi một người làm việc ở đây mọi người, thì người ta hướng dẫn thì mình sẽ đi thẳng qua bên khu phà luôn. Thì qua bên khu phà nó thì ở khu phà nó người ta có bán vé. Thời tiết thì rất là se lạnh nha mọi người. Thấy cũng thấy thích lắm. Vừa sương mù se lạnh với lại mùi biển đó, rất là dễ chịu. Mình thấy rất là thoải mái khi mà vừa ra khỏi cái xe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến khu vực bán vé mọi người nha. Mọi người nhớ theo dõi video clip để xem những hoạt động của Ben tại Ý như thế nào mọi người nha. Nếu mọi người mà thấy thích video clip của Ben thì nhớ đăng ký kênh của Ben để xem những video về du lịch và ăn uống cũng như là những video dạy về nấu ăn nha mọi người. Ok, giờ chúng ta qua đó nha. Đây là một thành phố có thể nói là thành phố biển của mọi người. Không có phương tiện
giao thông nào từ đường bộ đó, toàn là đi bằng đường nước, thuyền nó không à. Các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Ok, bây giờ đang cái tàu đi luôn nè. Tàu hồi nãy mình mới hỏi người ta, ta nói tàu số 2, lại mua vé mình đi luôn. Nó sẽ đưa mình qua phà bên bờ kia, sau đó mình sẽ di chuyển qua trong đó. Và chúng ta sẽ đi tàu qua khu San Marco, là một trong những nơi có thể nói là trung tâm ở Venice. Đó, đây là ngoài bán vé mọi người ơi. Hi, can I have one ticket for San Marco? One. 750 please. 7. Thank you. 7,5 euro mọi người để di chuyển qua khu San Marco. Đây nè mọi người. Đó. Trời sương mù dày đặc luôn. Thế mình nghĩ đây là cái trạm dừng thôi, nhưng mà lát nữa sẽ có cái tàu khác tới đó. Mọi người ơi, đây là toàn cảnh cảng Trochetto mọi người. Đây là cái cruise ship mọi người ơi. Ở trên đây nó có phải là cả 2.000 phòng á, có thể ở được khoảng 2.000-3.000 người, tính luôn thủy thủ đoàn mọi người. Tàu rất là lớn, nhìn như vậy nên mở ngoài nhìn rất là hoành tráng mọi người. Và cảnh ở đây rất là yên bình luôn á. Tàu thì ở đây có khoảng 15-30 phút thì có một chuyến, nhưng mà đang chờ đợi rảnh rỗi cũng không có gì làm, đi vòng vòng quậy phá phách coi thử có gì hay ho không. Đi vòng vòng đây là cái vé đi. Bây giờ là tàu đã tới rồi mọi người ơi, bây giờ chúng ta cùng lên tàu nha để tới Venice. Nhưng mà các bạn ơi, ở phía ngoài có phần táp thẻ từ á, mọi người nhớ táp nha, không táp là lát lên bảo vệ người ta chặn lại á, mọi người nhớ táp cái thẻ trước khi mà lên tàu.
kể như đây đi nhiều quá đó. Ngày nào cũng đi mười mấy tiếng để quay clip cho mọi người xem nè. Thank you. Ở đây mỗi người cầu qua đây là có mấy cái cầu. Ok, tới nơi rồi. Wow, rất là đẹp mọi người ơi. Nhìn hoành tráng lắm luôn á, đông đúc ghê luôn á, quá đã luôn á. Xem cảm thấy vô này thấy phấn khích liền, thấy nó có gì đó khác biệt hơn với những cái chỗ kia rất là nhiều mọi người. Đi bên đi Đức với lại Tây Ban Nha với lại Pháp thấy nó giống giống nhau, giống cái kiểu như là về về tâm trạng á, về cái kiểu như là cái không có cái gì mà gọi như là nổi nổi trội, thấy xuống này cái nó sướng khác liền, cảm giác nó thoải mái đã liền. Rồi bây giờ bên tìm cái đường về khách sạn nè. Bây giờ thì bên xin kết thúc video clip tại đây luôn mọi người nha. Tại vì video clip quá dài rồi. Mọi người nhớ đón xem phần tiếp theo của bên đi du lịch trên đảo và trải nghiệm những món ăn ở đây mọi người nha. Nhớ đăng ký kênh của bên để đón xem nhiều video clip hơn về dạy nấu ăn, review ẩm thực và du lịch. Bên xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye.